Hôm nay món ăn cuối tuần, mình sẽ chia sẻ đến các bạn món đùi gà nướng với cách ướp đơn giản và mình làm thật ngon và nhanh gọn lẹ bằng nồi chiên không dầu. Ở đây thì mình có 2 bẹ đùi và 3 cái đùi tỏi, cân được là 1,2 kg đó các bạn. Mình sẽ cho rượu vào và muối. Mình sẽ sơ chế rửa cho thật sạch nhé. Hôm nay ăn kèm mình sẽ có món nấm rơm. Mình mới mua ở quê, mấy chị đem ra. Nấm rơm thật tươi ngon, một bên nấm nở để mình xào và nấm búp mình sẽ nấu canh nhé. Còn có củ hành, cải salad và cà chua, mình sẽ trộn dầu giấm. Đầu tiên mình sẽ lột tỏi và củ hành tím, mình sẽ cho vào cối để đâm nhuyễn nha. Sau khi đâm hành tỏi nhuyễn thì mình sẽ vắt lấy nước, chứ không ướp luôn xác nhé các bạn. Gà mình đã sơ chế rửa sạch xong rồi nè các bạn. Mình sẽ khứa những lằn trên đùi như thế này nhé. Và mình cắt những miếng bẹ đùi ra và cũng khứa như thế này. Mình cắt miếng vừa ăn và để dễ nướng nha. Giờ mình sẽ chuẩn bị ướp gà. Đầu tiên mình sẽ cho nước, tỏi và hành vào ướp. Vì mình cho sát vào thì nướng sẽ bị khét nhé các bạn, mình chỉ cho nước, mình vắt ra thôi. Đầu tiên mình sẽ cho vào một muỗng nhỏ đầy hạt nêm. Một muỗng canh nước tương Maggi. Nửa muỗng canh rượu trắng. Một muỗng sữa chua tiêu xay. Một muỗng sữa chua bột ngọt. Một muỗng rưỡi cà phê đường. Sau đó mình sẽ trộn đều lên cho thấm các gia vị nhé. Sẽ ướp 1 tiếng đồng hồ. Mình sẽ bắt chảo lên cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ phi thêm xác tỏi và hành phi còn lại, cho vàng lên. Sau đó mình sẽ lược xác tỏi và hành ra, mình chỉ lấy nước dầu. Mình sẽ ướp vào trong thịt một ít nhé, cho thịt được bóng và mềm. Mình sẽ cho vào một muỗng ăn canh dầu hành tỏi phi nhé. Rồi mình sẽ để gà thật lâu cho thấm gia vị. Mình sẽ để trong mức thời gian có thể. Khi mình mua gà về mình sẽ làm ngay và ướp liền. Để khi mình sơ chế
những món phụ như canh, xào xong thì mình sẽ quay lại nướng. Mình ướp càng lâu thì càng tốt nhé. Thỉnh thoảng mình sẽ trở bề gà, cho thấm nước gia vị vào nhé các bạn. Sau khi ướp gà thấm rồi thì mình sẽ đi chuẩn bị nồi để nướng. Mình sẽ cho vỉ ra và sắp gà vô nhé các bạn. Mình sẽ cho gà vô từ từ, sắp cho đều. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào nồi và bắt đầu bấm nút. Mình sẽ lựa chọn chế độ. Nó có nhiều chế độ lắm các bạn. Chế độ nướng thịt nè, nướng tôm, nướng bánh. Và mình sẽ tìm chế độ để nướng đùi gà. Đây, hiện lên cái đùi gà đó các bạn. Mình sẽ để 180 độ và trong vòng 25 phút nhé. Mình sẽ không cần phải cài đặt chế độ, vì chế độ nướng món nào thì nó sẽ hiển thị lên như thế, mình sẽ để nguyên. Thời gian đợi nướng gà thì mình sẽ đi sơ chế nấu canh. Đây là canh nấm rơm nấu với thịt bằm. Mình đã nấu xong nồi canh. Còn đây là nấm rơm xào với thịt nữa. Mình đã xào nấm rơm xong. Rồi mình sẽ đi chuẩn bị trộn cải salad. Hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn cách trộn cải salad và dầu giấm cà chua rồi đó. Hôm nay mình cũng sẽ trộn như thế đó các bạn. Có cải rau vô thì ăn rất là ngon. Sau 25 phút thì bếp tắt, mình sẽ cho gà ra. Đây, các bạn thấy ngon không nè? Gà thật là vàng, chín đều, vàng tươi và thơm lắm các bạn. Mình sẽ đem ra và trở bề dưới lên nhé các bạn. Mình sẽ trở bề lại, phía dưới còn hơi trắng. Vì nồi chiên sẽ có lửa từ trên xuống hả các bạn? Các bạn sẽ trở bề lên nhé. Sau khi trở bề xong thì các bạn sẽ cho vào nồi để nướng thêm bề mình vừa trở lên nha các bạn. Nướng thêm lần 2 nữa. Và mình sẽ bấm để tìm chế độ nướng đùi gà nhé. Và mình sẽ chỉnh phút đó các bạn. Cũng 180 độ. Nhưng các bạn sẽ nướng lần này trong vòng 10 phút thôi là gà sẽ vàng. Sau khi 10 phút thì các bạn sẽ đem gà ra nhé. Và mặt dưới cũng vàng luôn rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ
bắt đầu chuẩn bị dọn cơm ra ăn nhé các bạn. Đây thành phẩm này các bạn, thật là ngon nhé các bạn. Mình sẽ ăn với cải salad trộn dầu giấm. Các bạn sẽ tìm cải salad trộn dầu giấm này trong clip gà nướng chao của mình nhé. Mình mời các bạn dùng với mình nha. Món ăn hôm nay đơn giản mà ngon lắm. Mình chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Nếu thấy ngon các bạn ủng hộ cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn.